Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Chanel Funny Gaming TV của mình nha. Thì hôm nay là mình bị thằng Diêu nó tranh gần các bạn à. Thấy team không có một cái vị tướng AP nào hết. Mà nó bích con AP xong nó đi mid, nó không đi mid các bạn ấy. Nó đi gần, nó tranh ấy. Kêu mid đi gieo. Cái CC tao nè ấy, mình chả hiểu cái CC là cái gì luôn. Mà nó hồi tôi về tao mét má mày nè, mắt dại mày, mày nói chuyện như kiểu gì đó nè. Quất luôn các bạn, quất luôn nè, thằng nào tranh được là thằng đó quất, quất luôn, chân chơi luôn nè, chân chị luôn rồi xong luôn. Cái đậu vọng, đậu xanh rau má mày Diêu. Mày trời ơi, tức quá các bạn, bật được chế độ cù sát lên chắc quất luôn các bạn, thật sự luôn. Ước gì Gana cho bật chế độ cù sát, đồ sát, đồng đội các bạn, đập trời đập cho nó về thành liền các bạn. Cho nó về cái trụ chính liền, trời cứ ức chế luôn các bạn ơi, thôi thôi. Nó ăn được rồi thì thôi cho nó đi mít đi các bạn. Mình sẽ không không tranh nó làm gì hết. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái lối lâm tặc của mình ra tiếp tục mình hành đối phương các bạn. Hành sao? Hành bùa ra thôi các bạn, chứ đừng hành người nha. Cứ đè bùa, đè đồ của nó ra mà đập các bạn. Nói nè, quất luôn ấy, gừng ơi, gừng bên kia ơi, cho xin cái bùa xanh. Ủa cái bùa đỏ các bạn, nó lộn. Xin luôn cái con thổ dân nha, gừng ơi. Đấy, thì thằng gừng nó đánh bằng cái gì các bạn. Rồi, sẽ có một sự giao tranh nhẹ tại đây. Và xe cấp cứu đang đứng đợi sẵn. Một trong hai anh này rồi luôn, nhảy hụt luôn các bạn. Một trong hai anh này là anh mập địch sẽ bị lên bảng các bạn ơi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu mập địch ơi, lên bảng đi em. Đấy thì nếu mà Nagot mà các bạn bất đắc dĩ các bạn phải đi mid thì các bạn không có bùa xanh. Đấy, thì bây giờ quất luôn các bạn nè, mình nó sẽ nói sao. Quất luôn nè, chơi luôn nè, chơi luôn nè. Ôi máu nè, ôi máu nè, chạy trụ bỏ luôn các bạn. Không có ham hiếc gì một mạng mà phải dí nó vô tận trụ nha các bạn. Dí trụ mà các bạn xanh cỏ liền á. Thì mình đi mid, mình không có bùa xanh nhiều. Nếu mình không bùa xanh thì mana mình không được hồi. Thì các bạn hãy tận dụng, chịu khó chạy bộ đi chứ đừng có dùng kêu nha. Có mana đâu mà dùng kêu, dùng kêu làm sao còn mana mà các bạn đánh nha. Mana là gì, là cái ống màu xanh đó các bạn, gọi hay còn gọi là MB đó các bạn. Cho nên là không có bùa xanh thì các bạn hãy gọi là chịu khó chạy bộ đi, đừng có dùng kỹ năng nhiều, dùng nhiều là nó hồi không có mà mana mà để dùng nha. Trời ơi Mugat ơi, mày làm cái gì đó Mugat, không cho lời 4 luôn bạn, không cho lời 4 luôn, tích lập luôn, sợ gì nè. Thích được cướp bùa xanh luôn và thích nó chạy ra thì mình giọt luôn các bạn. Chứ còn chừng chị còn mana đâu, nó quýnh rối má gì nó ra liền các bạn. Cho nên là thôi, cái nào hổ báo được thì hổ, cái nào không hổ báo được là giọt. Chắc nghe như vậy nè các bạn. Trời ơi, dụ cho nó bật cái intel lên các bạn. May xong, rồi xong. Nhường mạng mày đó, mày ăn đi. Không phải gì hết, mình tại hết mana các bạn. Lộn lên mất công chết nữa. Chứ mình không có đồng đội gì với cái thằng Diêu nữa các bạn. Cái thằng khốn nạn nó thật sự luôn. Cái tăng sốt động vật ấy, chửi thẳng luôn các bạn ấy, Diêu các bạn ấy, rất là âm binh đầu đinh luôn các bạn ấy. Trời ơi, trời ơi, cướp được cái màu đỏ nữa rồi. Vì cái Murad nó sẽ bị thọt các bạn ấy. Và thằng Murad cực kỳ, nó cực kỳ nó ghét mình luôn các bạn. Nãy giờ mình cứ đè mình cướp cái màu đỏ của nó thì nó rất lực chế mình luôn. Thật sự các bạn lại vậy, nếu là mình cũng ghét nó các bạn. Mỗi thằng, mỗi bên đều được chia phe ra, là mỗi bên được đều có hai cái bùa mà tại sao không ăn. Mày cứ qua mày cướp bùa của tao là sao Nagot ơi, tại sao tao thích, tao thích tao cướp rồi mua đây ơi. Trời ơi, bây giờ là phải ghi gen về, các bạn thấy mình rất là tội không. Trời ơi Diêu ơi, là Diêu cái thằng ngâm binh đầu đinh, cái đầu chọc thắt bính mày Diêu ơi. Trời ơi ấy, bây giờ cướp luôn các bạn ơi, cướp luôn. Nó giành gần xong rồi nó ra nó chết các bạn ấy. Cái thằng ngâm binh đó, trời ơi rất là ức chế luôn các bạn. Hồi ra thế nào cũng cho nó một phiếu các bạn, cổ vũ anh em hồi ra cho thằng Diêu một phiếu cho nó biết thế nào là lễ độ các bạn ấy. Ok, và để xem là bây giờ rồi cái thằng Murad ăn bùa xanh rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ vô mình băng trụ mình đập nó luôn các bạn. Nào quất luôn nè, sẵn gì nè, chơi luôn vô, quất luôn nè, chơi luôn các bạn. Quất luôn thằng nào chết, thằng nào chết quất luôn các bạn, thằng nào chết nói bây giờ thằng bồ mình chết luôn ấy. Mà nào kệ nó đi các bạn ấy, thằng nào nhanh chân thì nó sống, nào chậm chân thì nó lên bảng, sorry nha. Rồi bây giờ mình sẽ đứng đây, mình gọi là úp sọt các bạn nè, chạy không phải là nhục nha, nó đừng có dí như vậy nha nè. Quất luôn các bạn, tích đập luôn nè, chơi luôn xuống xem luôn. Chạy đâu bụng bự rồi em ơi, em chạy đâu, đánh đừng có dí nha em. Đấy, các bạn nhớ nha các bạn, đánh đừng có dí nha các bạn, chạy không phải là nhục đâu, chạy là để úp sọt lại đó, chạy là để bắt đầu lại đó. Cho nên là đối phương mà chạy thì các bạn đừng có dí giúp mình, không phải là nó chạy là nó sợ các bạn đâu, nó chạy nó dụ các bạn vô chỗ chết đó. Cho nên các bạn nhớ lưu ý cái mẹo này cho mình nha.
thích là đạp à. Các bạn đến với channel của mình, chủ trương là cái gì? Thì những bạn mà thời gian vừa qua đã xem channel của mình nhiều thì các bạn đều biết thích là đạp luôn. Thấy sợ cái gì? Thích Trung Quốc à? Quốc lợi một xì bó lên giọt. Chuyện gì đâu căng mấy giờ còn sợ các bạn. Đánh không lại thì chạy thôi, cái chuyện gì đâu nhục các bạn. Thích chơi nè, chơi không lại chạy vậy thôi. Và bây giờ cái thằng Murat rồi ta. Bây giờ Murat ơi, em ở nơi mô chi mô găng gừa quất luôn các bạn ơi. Đây thôi giọt cứ ra bát đầu thằng đó gọi tên gì quên tiêu ta, tự nhiên cái quên tên nó luôn các bạn ấy, thật sự luôn không nhớ tên mấy cái tên gì luôn các bạn. Kêu là đầu chọc hắc bính đi, tại thấy nó đầu chọc các bạn thấy cái thằng mít đầu chọc hắc bính đó các bạn, chỉ cần nhảy vô nó các bạn tán nó một cái hồi nó tự động bật intel lên các bạn thôi. Mà khi mà nó bật intel lên thì cho nó làm ông nội đi các bạn, nó bật intel lên thì cho nó đứng chơi mình nó đi đó. Mà bây giờ cha con tụi nó đánh nhau thì mình sẽ đi đốt nhà đối phương các bạn ơi. Bây giờ thích đánh nhau, thích đi du lịch thì mình sẽ đốt nhà nó các bạn, nói ra không về phá banh nhà luôn các bạn. Thằng nào không bước ra rồi không ra là phá banh nhà, và cái thằng mua gánh nó ra các bạn ơi, thôi bỏ đi. Cứ ham đánh nhau không đép trụ các bạn, cứ đập trụ nó cho mình, đập nhà nó vô nhà nó đập đồ hết luôn nè. Bây giờ là xin luôn cái trụ mít ơi, giờ không xin được các bạn giọt. Anh xin không được thì thôi, anh làm nhìn căng như anh xin có cái trụ mà làm hí ớn các bạn ấy, mà làm hí ớn vậy à, ghét không thèm xin nữa các bạn ấy. Quất mà luôn nè, chết chơi không chạy các bạn ấy, mít ra kìa. Trời ơi, đầu chọc bính nó bật kinh tiêu, nó chạy một cách ta nói 60 km/h mà mình sẽ đưa nó 100 km/h về thành luôn nè các bạn. Về lộn các bạn, về trung chính các bạn, lộn nó lộn nha. Trời ơi, thấy rất là bực bội luôn các bạn ấy. Xin có cái trụ mà làm thi ơn làm cái giọng đó thì ai mà xin nữa các bạn ấy. Nó ra nó đép như vậy thì giọt, tính có cái trụ làm cái ghê, không cho rồi thôi, không cho gì đi về các bạn, làm gì mà dí ơn luôn ấy. Ok, hôm nay thật sự các bạn là mình rất là vui các bạn ơi. Hôm nay là đạt được con số 50.000 subscribe, trời ơi hạnh phúc lắm các bạn ơi, thật sự rất là hạnh phúc. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì thời gian vừa qua các bạn đã dành những cái sự ưu ái, những cái sự quan tâm của các bạn dành đến cái channel Channel Funny Gaming TV này của mình. Thì mình một lời cảm ơn chân thành đến cả mọi người nha, vì thời gian qua các bạn đã ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và thời gian sắp tới mong các bạn hãy quan tâm mình nhiều hơn nữa đấy, để mình đạt được con số 100.000 subscribe, và mình sẽ đem được cái nút bạc của YouTube về chân ngay cái nhà các bạn. Trời chắc lúc đó hạnh phúc lắm các bạn ơi, cái lúc đó chắc trời ơi như cái giờ thôi là đã muốn đập đầu vô gối tự giận các bạn ơi. Đấy trời ơi, chắc phải kiếm cái gối nào thật là mềm đập thẳng cái đầu vô đó các bạn ơi, ngủ một giấc cho nó tỉnh, chứ mà đập đầu vô tường phúng máu sao các bạn ấy. Cho nên là cái nào làm được làm được thôi, đừng có cố các bạn ấy. Nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Và các bạn ơi, hôm qua là mình có đảo vài dòng trên Facebook á, thì mình thấy có rất là nhiều Facebook phát mình luôn các bạn, những cái group giả mạo nè, những cái fanpage giả mạo mình nè các bạn ấy, giả mạo là Funny Gaming TV để lừa tiền các bạn, thì các bạn cẩn thận giúp mình nha. Và mình xin thông báo và tuyên bố với tất cả mọi người luôn là mình chỉ có duy nhất một cái Facebook thôi, Facebook mà mình để trong cái link nè, phần mô tả nè các bạn ấy, chứ mình không có một cái Facebook nào thứ hai, và mình không có tạo fanpage fan gì hết nha các bạn, mình không có tạo trang tạo gì hết á. Cho nên là mọi cái thắc mắc, mọi cái giao dịch mà các bạn mà liên hệ với những Facebook phát này ấy, Facebook phát rất là dễ nhận biết luôn ấy. Các bạn vào cái bài viết của mình, vào Facebook chính của mình, các bạn kéo xuống nhìn những cái gọi là cái status ấy, rất là nhiều like, nhiều lượng yêu thích và nhiều cái comment luôn, đó là chính là Facebook của mình. Còn những Facebook fake đồ, các bạn nhìn vô các bạn dễ biết lắm, không, bài viết của nó chỉ có 1-2 người, 100 người hết đá rồi các bạn ấy. Cho nên các bạn cẩn thận giúp mình nha. Ấy còn cái fanpage gì đó là mình không có tạo luôn nữa, và bây giờ mình chả biết cái thằng cô hồn các đảng nào luôn các bạn, nó ăn ở không, nó lại đi tạo cái fanpage đó, nó đi lừa đảo lừa tiền các bạn. Các bạn đừng có vào nha, mình không bao giờ tạo những cái đó đâu. Ấy, đối với người khác thì mình không biết, nhưng mà đối với mình là mình chỉ có duy nhất, mình chỉ thích làm việc duy nhất một cái Facebook này thôi các bạn, để tránh tình trạng lừa đảo các bạn ấy. Cho nên các bạn cẩn thận và cẩn trọng giúp mình nha. Và trước khi các bạn giao dịch với mình á, thì mình đã nói rồi, thì các bạn hãy yêu cầu ấy, kêu chẳng hạn nói 1-2-3 câu gì đi ấy, để xác định được cái giọng nói của mình là cái giọng miền Tây như thế này nè, thì các bạn hãy giao dịch ấy. Mà bây giờ trời ơi, cái thằng Murat rồi các bạn, tụi nó đâu có tiêu trơn rồi ấy, đặt mày hả mày mè mày chạy đâu ấy, hết hồn chưa con trai à, chắc cái dục ly nước luôn các bạn. Đang gọi là đang hưng phấn, trời ơi thằng Nagot nó không thấy tao tụi bay ơi, đang uống nước các bạn vô tán, vừa vô cái tao nó dục ly nước nó chạy luôn các bạn, vịt chạy đâu, tán cái ngã ngực ngã luôn các bạn, tán cái bực rộng Santo liền, trời ơi
Ê, trời ơi, trời ơi, kéo cái gì đó mập ấy, mập địch ơi, quất blue nè nè, gì hả mày, quất blue nè, chơi luôn mày, đập luôn nè, đập luôn. Trời ơi, ơi trời ơi quê, tụi quất luôn các bạn nè, thích được quất luôn và rồi quất luôn rồi quất không được là lên bảng luôn. Không sao các bạn, chết thì thôi, cũng gần cuối trận rồi mà, chết thì chuẩn bị cái chích nữa chứ chuyện gì đâu còn căng. Ấy cho nên là các bạn lưu ý và cẩn trọng giúp mình nha. Ấy mình chỉ có duy nhất một cái Facebook thôi. Cái Facebook mình để trong tất cả những phần mô tả. Cái link Facebook chính của mình để trong những phần mô tả của cái clip của cái kênh Funny Gaming TV. Còn bất kể những cái kênh nào mà đã từng có cái giọng nói của mình mà có cái clip của mình mà để cái link Facebook gọi là liên hệ hay gì, các bạn mà ấn vô những cái kênh đó, các bạn ấn vô các bạn bị lừa tiền là mình không chịu nhiệm nha. Ấy thì các bạn muốn giao dịch, muốn liên hệ với mình, trực tiếp giao dịch với mình thì các bạn hãy ấn vào cái phần mô tả của cái kênh Funny Gaming TV, các clip này, chẳng hạn cái clip này các bạn ấn vào ấy, trong cái phần mô tả nó có cái link Facebook của mình đó, thì các bạn hãy liên hệ nha. Thì trước khi liên hệ thì các bạn hãy yêu cầu đi, chẳng hạn như nói 1-2-3 câu, tôi là Tính nè, nhưng mà nói là phải các bạn yêu cầu đúng cái câu đó và mình nói qua, mình gửi cái đoạn tin nhắn thoại qua đúng cái giọng miền Tây thì các bạn hãy giao dịch ấy. Còn mà không thì các bạn đừng giao dịch nha. Bây giờ tôi nói là Lý Thông thì nhiều, ủa gọi là thạch xanh thì ít nhưng mà Lý Thông thì nhiều, các bạn cẩn thận, tiền bạc làm ra kiếm rất là cực khổ, cho nên là đừng để mà gọi là bị lừa nha các bạn. Thì mình chỉ thông báo vậy thôi, để mình chỉ không muốn những người fan của mình bị lừa đảo, bị lừa tiền, mất tiền oan uổng các bạn, cho nên là các bạn cẩn thận giúp mình ấy. Và đang có rất là nhiều bạn không biết cái phần mô tả nằm đâu, thì các bạn ơi, các bạn nào mà đang xem bằng cái điện thoại á thì dưới cái tiêu đề của clip này nè, các bạn nhìn kỹ vào, các bạn sẽ thấy cái nút mũi tên đi xuống, các bạn chỉ cần ấn vô thôi là nó sẽ hiện cái phần mô tả lên. Cái phần mô tả là nó chứa cái link Facebook, link Donate, link Nhạc, rồi bản Ngọc, nó nằm trong đó đó. Đấy, tất cả các clip luôn đều có cái phần mô tả hết. Đấy, cho nên các bạn ấn vào phần mô tả, các bạn tìm đến Facebook của mình giúp mình nha. Chứ các bạn đừng có đi search trên Facebook là Funny Gaming TV hay Nguyễn Trọng Tính gì. Nó sẽ ra rất là nhiều Facebook phát luôn và những cái fanpage phát. Nếu mà mình không có fanpage nha, cho nên các bạn cẩn thận để các bạn kẻo các bạn bị lừa đó. Đấy, clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì nãy giờ đã xem clip của mình nha. Cảm ơn.